Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ giới thiệu đến với anh em một mẫu của thương hiệu Hamilton. Và thương hiệu này là một thương hiệu chuyên sản xuất cho quân đội Mỹ. Nên là em nó sẽ mang một cái thiết kế rất là khỏe và nam tính, cùng với đó là một cái bộ máy rất là bền bỉ. Hamilton thì nó sẽ cùng chung phân khúc với Tissot, F.C. Emido. Thì với tầm giá tầm khoảng dưới 20 triệu thì Hamilton là một thương hiệu cũng khá là ngon. Và chiếc này của em là một chiếc cực kỳ ngon anh em nhé. Chiếc này của em thì sẽ có làm cái mặt trải tia và độ mỏng cao với size khoảng 42mm và đầy đủ là một cái bóc cho vào bóc ở đây, cùng với đó là một quyển sổ. Chiếc này nó chiếc hàng mới thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 25 và hỗ trợ anh em bảo hành trọn đời máy. Trong một năm đầu tiên thì em nhận quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu. Sau một năm thì tùy tình trạng đồng hồ. Đó, và cam kết hàng chuẩn chính hãng 100%. Ok thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc đồng hồ này của em nhé. Với dòng Intra-Matic thì anh em sẽ có một cái size là 42mm và độ dày sẽ khoảng tầm 9mm. Hai phần lắc tu lắc sẽ rơi khoảng tầm 48. Nên là cái size này sẽ phù hợp với những anh em cổ tay tầm trên 16.5. Trên 16.5 đeo chiếc này rất là đẹp, tại vì em nó size to và mỏng nữa nên là đến tay nó rất là ôm tay. Anh em nào hay mặc sơ mi thì đeo chiếc đồng hồ mỏng nó rất là dễ chịu. Ok thì chiếc này của em sẽ có một cái mặt số được trải tia săn bớt rất là nhiều trên và đều trên cái mặt số này. Khi mà em nghiêng theo chiều thẳng này thì cái mặt số này nó sẽ chuyển sang màu đậm và kiểu màu đen. Đó, anh em có thể thấy. Còn khi em chuyển qua góc của ánh sáng thì cái mặt số này nó sẽ chuyển sang cái màu ánh bạc. Đó là một cái hiệu ứng rất là đẹp mà cái mặt trải tia này nó sẽ mang lại. Em này thì cực kỳ đơn giản với bộ máy 2 kim 1 lịch. Chiếc này sẽ không có kim dây và kim giờ và kim phút, được làm rất là thanh mảnh. Và bộ kim này sẽ được sơn đen anh em nhé. Ô lịch ở góc 6 giờ đây. Đó, anh em có thể thấy ô lịch ở góc 6 giờ và dòng chữ Intra-Matic Hamilton và dòng chữ Automatic ở góc 12 giờ đây. Cọc số sẽ là cọc số vạch được ID mặt số và cọc số này nó sẽ mang đến cái vẻ rất là thanh thoát cho cái mặt số. Em này sẽ sử dụng mặt kính ra mặt kính sapphire cong. Đó, anh em có thể nhìn thấy mặt kính sapphire cong nó đem lại hiệu ứng kết hợp với cái mặt số, nó đem lại hiệu ứng rất là tuyệt vời. Bên cạnh này em sẽ có lúm đây và chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng. Trước này thì anh em cứ vặn là lên con tay, rồi rút ra một lớp sẽ là chỉnh lịch, rồi lớp thứ hai sẽ chỉnh giờ. Khi mà qua 12 giờ đêm thì đồng hồ nó sẽ nhảy lịch anh em nhé. Anh em có thể lên con tay này. Toàn thân chiếc này sẽ làm bằng thép và mạ vàng PVD màu vàng chanh. Đó, anh em có thể thấy màu vàng này thì nó rất là sáng, cũng như là lên tay thì nó sẽ sang trọng hơn và nó sẽ mang đến cho anh em cái điểm nhấn trên cổ tay. Đó, vàng hồng thì đeo nó trẻ trung và thanh lịch hơn là màu vàng này. Nhưng mà màu vàng này anh em nào là yêu thích một cái màu vàng này thì đeo nó rất là đẹp. Đó. Chúng ta sẽ được trang bị một bộ dây bò được dập vân ở trên cái mặt trên này, còn mặt sau sẽ là được lót một lớp da rất là mịn. Cùng với đó là dòng chữ Hamilton, size dây là 22 và em nghĩ sẽ khóa này sẽ khoảng tầm 18. Mặt trong dây cũng được đánh và hoàn thiện rất là tốt nhé. Đó, các lỗ để giúp anh em xỏ khóa. Em này sử dụng sẽ là khóa xiên với logo thương hiệu của hãng. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có là thép không rỉ và mã khóa. Ở đây sẽ không cái tag. Chiếc này của em sẽ có mã là 238735751. Anh em có thể search theo cái mã này để check giá hãng. Chiếc này giá hãng thì bán rất là cao, khoảng tầm hơn 30 triệu cơ. Đó, nhưng mà em Tú săn sale về một chiếc một chiếc hàng mới và em nó có một cái giá rất là tốt. Ok thì em này sử dụng bộ máy là cực kỳ ngon anh em nhé. Bộ máy ETA 2892. Bộ máy này thì nó là một bộ máy đỉnh cao của Thụy Sĩ rồi. Đó, một bộ máy top grade. Những cái hãng khác như FC rồi một số hãng khác nữa thì nó sẽ sử dụng bộ máy là Sellita SW300, nhưng mà đó là một bộ máy copy dùng đến 99% cái bộ máy ETA này đó. Nhưng mà anh em nào mà đang am hiểu về bộ máy thì bộ máy ETA này nó cực kỳ là bền bỉ và chuẩn xác luôn. Chúng ta sẽ có là 21 chân kính, tần số dao động là 28.800 và thời gian tích cót của bộ máy này là 42 tiếng và vật bên trong máy cũng được hoàn thiện rất là tốt nhé. Đó, được đánh vân rất là sáng. Ở bên ngoài chúng ta sẽ có là các bốn con vít ở đây để cố định phần đáy với mặt và với phần thân, và anh em sẽ có là 50m chống nước và rửa tay đi mưa nhẹ nhàng thì khá là thoải mái. Đó, chúng ta sẽ có là số series, mã máy ở đây và độ chống nước. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này với size 42 của Hamilton thì cũng khá là dễ đeo. Cổ tay em cổ tay 16 thì trên tay chiếc đồng hồ này cũng khá là ổn, nhưng mà anh em cổ tay to hơn thì phải đeo sẽ đẹp hơn, tại vì cổ tay em 16 thì đeo tầm size 40 đổ về thôi. Anh em cổ tay tầm trên 16.5 thì đeo chiếc Hamilton này nó mới đẹp được. Đó. Ok, thì bên em đang bán chiếc này là một chiếc hàng mới 100%, đầy đủ là hộp, sổ, thẻ bảo hành của bên em. Thì bên em đang bán một cái mức giá rất là tốt cho anh em, đó là chưa đến 18 triệu cho chiếc đồng hồ này anh em nhá. Chưa đến 18 triệu. Anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tướng trực tiếp cho anh em nhá. Rất đẹp đúng không em? Đây là tổng thể của chiếc đồng hồ này. Đó, mặt sau màu vàng rất là tuyệt vời. Hãng họ làm lớp mạ này cực kỳ là bóng luôn. Ok, thì anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp shop để lên tay, cũng như để lại tin nhắn cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.